bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ ISW, để ứng phó với các hoạt động quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine ở tỉnh Kherson, Nga đã điều động hơn 5.000 binh sĩ từ tiền tuyến ở Ukraine đến tỉnh này. Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ ngày 19 tháng 8 cho biết, quân đội Nga có thể đang chuẩn bị cho một cuộc phản công ở tỉnh Kherson. Điều này đòi hỏi Moscow phải triển khai thêm quân và huy động nguồn lực từ các mặt trận khác ở Ukraine. Tờ Wall Street Journal trước đó đưa tin, Nga đã tái triển khai một số lữ đoàn với tổng số 5.000 quân từ các khu vực khác ở Ukraine đến tỉnh Kherson của nước này. Việc tái triển khai quân diễn ra từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 13 tháng 8. Nguồn tin chỉ ra rằng một trong những lữ đoàn này đến từ Donetsk. ISW cho biết đây có thể là lữ đoàn Piatnaska của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DPR. Theo ghi nhận từ các chuyên gia của ISW, tính đến ngày 15 tháng 8, các đơn vị từ lữ đoàn súng trường cơ giới số 200 cũng đã đến tỉnh Kherson. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cũng lưu ý rằng các đơn vị này đã tham gia vào những trận chiến gần Chasovia ở Donetsk trong những tháng gần đây. Ngoài ra, ngày 17 tháng 8, tiểu đoàn Trích thuộc Lữ đoàn Bộ binh Hải quân số 155 của Nga thông báo về việc tái triển khai các đơn vị đến tỉnh Kherson. Trước đó, ngày 31 tháng 7, ISW đã quan sát thấy các đơn vị này hoạt động ở gần Vopchan ở Kharkov. Viện Nghiên cứu Chiến tranh lưu ý rằng Nga tái triển khai lực lượng tới Kherson ngay từ tuần đầu tiên của chiến dịch. Đợt triển khai này đã làm chậm bước tiến của lực lượng Ukraine trong khu vực. Theo ISW, quân đội Nga có thể sẽ thực hiện một cuộc phản công phối hợp để giành lại lãnh thổ mà lực lượng Ukraine đang kiểm soát. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để đánh giá thời điểm lực lượng Nga ngăn chặn hoàn toàn các bước tiến của Ukraine tại khu vực. Ông Abdi Aladinov, chỉ huy đơn vị biệt kích Akhmat mới đây đã chia sẻ trên hãng thông tấn TASS của Nga rằng quân đội Ukraine đang di chuyển đến vùng khác ở tỉnh Kherson của Nga để thực hiện một cuộc tấn công mới. Ông Aladinov nói rằng, tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát. Những ngày qua, tương đối khó khăn khi các cuộc tấn công của Ukraine diễn ra theo nhiều đợt. Tuy nhiên, phần lớn nhóm quân Ukraine cố gắng tiến lên đã bị loại bỏ. Ngày 19 tháng 8, lực lượng Ukraine đã di chuyển đến một khu vực khác để cố gắng tạo ra một hướng tấn công mới. Vị chỉ huy này lưu ý rằng lực lượng Nga vẫn đang kiểm soát được tình hình và sẵn sàng đối đầu với đối phương. Theo ông Aladinov, Kiev muốn quân đội Ukraine tiến vào thành phố Kherson để có thể bắt đầu đàm phán với Moscow về một thỏa thuận hòa bình. Ông Aladinov nói, quân đội Ukraine đã lên kế hoạch giành càng nhiều lãnh thổ càng tốt, thậm chí là tiến vào thành phố Kherson, sau đó bắt đầu đàm phán. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quyết định thực hiện một cuộc tấn công như vậy với hy vọng rằng điều đó sẽ khiến chúng tôi chấp nhận một thỏa thuận hòa bình theo các điều kiện của Kiev. Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Usakov cho biết vào ngày 19 tháng 8 rằng Moscow vẫn chưa sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine sau cuộc tấn công của Kiev vào tỉnh Kherson, nhưng Nga sẽ không rút lại các đề xuất hòa bình trước đó. Ông Usakov nói, ở giai đoạn hiện tại, chúng tôi sẽ không đàm phán, các đề xuất chưa bị hủy bỏ, nhưng tất nhiên, ở thời điểm này, sẽ hoàn toàn không phù hợp để tham gia bất kỳ quá trình đàm phán nào. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, mục tiêu chính của Kiev trong chiến dịch ở Kherson là lập một vùng đệm bên trong lãnh thổ Nga. Theo Kiev Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18 tháng 8 khẳng định, chiến dịch đột kích của nước này vào tỉnh biên giới Kherson của Nga đang đạt được những kết quả tốt đẹp và sắp hoàn thành các mục tiêu đề ra. Hôm qua chúng ta đã đạt được những kết quả tốt đẹp rồi và rất cần thiết trong việc phá hủy các thiết bị của Nga gần Toretsk. Hiện tại, nhiệm vụ chính của các lực lượng trong hoạt động phòng thủ nói chung là phá hủy càng nhiều tiềm năng của Nga càng tốt, Tổng thống Zelensky cho biết thêm. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, đặc biệt mục tiêu của chúng ta trong chiến dịch ở Kherson là lập ra một vùng đệm bên trong lãnh thổ của đối phương. Theo Tổng thống Zelensky, những tuần tới sẽ rất quan trọng với những nỗ lực ngoại giao của Ukraine với các đối tác ở châu Âu, châu Mỹ và Nam Bán Cầu. Đồng thời, ông cũng kêu gọi các đồng minh, đối tác đẩy nhanh tốc độ viện trợ của vũ khí, đạn dược cho Ukraine. Cùng ngày, Trung tướng Mykola Oleschuk, tư lệnh không quân Ukraine tuyên bố, lực lượng không quân của nước này vừa tiếp tục phá hủy cây cầu chiến lược thứ hai ở tỉnh Kherson của Nga. Cùng với tuyên bố trên, ông Oleschuk còn đăng kèm thêm video ghi lại cảnh cây cầu tại khu vực Kherson bị tập kích gây ra lỗ thủng lớn trên mặt cầu. Không rõ thời gian và địa điểm của vụ tấn công, song các nguồn tin cho biết đây là cây cầu thứ hai bắc qua sông Seim. Cây cầu tọa lạc gần làng Zvanoye, cách biên giới Ukraine khoảng 15 km về phía bắc. Việc Ukraine phá hủy cơ sở hạ tầng tại tỉnh Kherson được cho là nhằm cản trở tuyến tiếp tế hoặc tiếp viện của Nga. Theo các sĩ quan quân đội, hiện chỉ có một cây cầu bắc qua sông Seim ở làng Karis thuộc tỉnh Kherson. Trước đó, hôm 16 tháng 8, Ukraine cũng tuyên bố phá hủy một cây cầu khác ở thị trấn lân cận Gluskovo, bắc qua sông Seim. Phía Nga cho hay, việc phá hủy những cây cầu đã cản trở những nỗ lực sơ tán người dân thường của họ.
nhóm giám sát Deep State của Ukraine hôm 18 tháng 8 cho biết Kiev đang đạt được nhiều bước tiến ở vùng Kherson và chia sẻ hình ảnh được cho là của xe tăng. Lực lượng phòng vệ Ukraine ở làng Olgovka, cách thị trấn Suza ở tỉnh Kherson khoảng 20 km về phía bắc. Lực lượng Ukraine tuyên bố kiểm soát Suza sau khi tiến hành cuộc đột kích xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga hồi đầu tháng, đồng thời thiết lập một văn phòng chỉ huy quân sự Ukraine tại khu vực này. Quân đội Ukraine thông báo đã kiểm soát hơn 80 khu định cư trên diện tích 1.000 km vuông lãnh thổ Nga. Lực lượng Kiev cũng tuyên bố bắt giữ hàng loạt tù binh Nga. Ukraine mở chiến dịch đột kích vào vùng biên giới Kherson của Nga từ ngày 6 tháng 8. Sau gần 2 tuần, Kiev tuyên bố đã kiểm soát hơn 1.150 km vuông lãnh thổ và bắt giữ hơn 100 tù binh Nga. Nếu được xác thực, tốc độ kiểm soát lãnh thổ trong hơn một tuần của Kiev tương đương với tốc độ giành lãnh thổ của Nga ở Ukraine trong nửa năm. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ nhận định, cuộc đột kích xuyên biên giới của Ukraine vào tỉnh Kherson của Nga đã tạo ra áp lực trên toàn tiền tuyến đối với quân đội Nga. Cũng theo Viện Nghiên cứu ISVK, cuộc xâm nhập của Ukraine vào vùng Kherson và ưu tiên cao của Nga trong việc duy trì nhịp độ tấn công ở tỉnh Donetsk có thể sẽ gây sức ép lớn đối với lực lượng tác chiến dự bị còn lại của Nga. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì các cuộc tấn công nhất quán của Nga trên khắp chiến trường. Việc Nga tái triển khai thêm quân tới vùng Kherson sẽ làm suy yếu khả năng duy trì các hoạt động tấn công của Moscow ở đông và đông bắc Ukraine. Xung đột vũ trang Nga-Ukraine tiếp tục khốc liệt trên khắp lãnh thổ cả hai nước. Ukraine kiên quyết tiến thêm ở Kherson, phá hủy một cây cầu quan trọng đối với hậu cần quân đội Nga. Trong khi đó, lực lượng Nga tiếp tục xốc tới Donetsk, tấn công ồ ạt nhiều nơi và tiến sát thị trấn chiến lược Pokrovsk. Tổng thống Ukraine Zelensky vừa tuyên bố quân đội nước này đang mạnh lên ở tỉnh Kherson của Nga sau khi các binh sĩ Ukraine đánh sập một cây cầu thứ hai tại tỉnh này vào ngày 18 tháng 8 năm 2024. Đây là một cây cầu trọng yếu của lực lượng hậu cần Nga tại mặt trận này. Chiến sự tiếp diễn tại Kherson, nơi quân đội Ukraine tiếp tục nhích từng bước một kể từ cuộc đột kích xuyên biên giới vào ngày 6 tháng 8. Trong khi đó, Ukraine tiếp tục chịu áp lực gia tăng từ quân đội Nga tại miền đông nước này. Chiến dịch của Ukraine tiến công Kherson có nhiều mục đích, từ nâng cao nhuệ khí binh lính đến làm dàn trải nguồn lực của Nga, tạo điều kiện đàm phán thuận lợi sau này và tạo ra vùng đệm an ninh. Trong phát biểu mới nhất, Tổng thống Zelensky nói rằng thế đứng của quân đội Ukraine ở Kherson đang được cải thiện. Cây cầu Nga mới bị phá hủy là cây cầu bắc qua sông Seim. Phía Kiev cho biết họ đã phá cây cầu bằng đòn không chính xác. Trên mạng xã hội, tư lệnh không quân Ukraine Mykolaiv Oleschuk đã đăng tải lực lượng không quân tiếp tục vô hiệu hóa năng lực hậu cần của đối phương bằng những đòn không kích chính xác. Kèm theo thông tin này là video ghi lại những cảnh cột khói trùm lên cây cầu ở Kherson. Hôm 18 tháng 8, lực lượng vũ trang Ukraine công bố video cảnh hệ thống phun lửa Sivanka của họ đang tác chiến chủ động trên hướng Kherson. Nga đã phải sơ tán khẩn cấp người dân giữa lúc giao tranh diễn ra dữ dội. Người đứng đầu của khu vực Korenevsky của tỉnh Kherson, Marina Dektiareva, đã nói rằng "Tôi kêu gọi tất cả các cư dân ở khu vực Korenevsky hãy kiên nhẫn và để cho quân đội của chúng ta đương đầu với kẻ thù. Xin đừng can thiệp vào hoạt động của lực lượng phòng thủ." Trong lúc Kiev tập trung đánh vào Kherson, thì lực lượng Nga tiếp tục tiến đến ở miền đông Ukraine. Cụ thể, quân đội Nga đã tiến sát hơn ở thị trấn Pokrovsk ở tỉnh Donetsk. Thị trấn này là một trung tâm quan trọng của quân đội Ukraine. Từ đây, người ta có thể dễ dàng tiếp cận thị trấn Kostiantynivka, một trung tâm quân sự khác. Ukraine sử dụng con đường nối hai thị trấn này để tiếp tế cho mặt trận và sơ tán dân thường. Sehi Dobryak, người đứng đầu cơ quan hành chính quân sự của thị trấn Pokrovsk hôm 18 tháng 8 cho biết, người Nga đang rất gần, chỉ cách ngoại vi thị trấn có 11 km. Ông Dobryak đã nói rằng mỗi thị trấn, thành phố ở Donetsk đều có một đơn vị chiến đấu riêng và các đơn vị hành chính này đều đã có phương án phòng thủ. Chúng tôi đang làm việc với bên quân đội để xây dựng công sự. Quá trình này đang tiếp diễn. Quân đội Nga ngày càng tiến gần đến Pokrovsk, càng sơ tán nhanh dân thường. Theo ông Dobryak, gần 1.800 người đã di tản khỏi nơi đây trong riêng tuần qua. Gần đây, mỗi tháng thị trấn này có thêm tầm 450-500 cư dân được sơ tán. Ông Dobryak cho biết, thị trấn Pokrovsk bị tấn công bằng tên lửa, pháo phản lực và bom trọng trường có đường dẫn. Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk hôm 18 tháng 8 cũng hối thúc cư dân Pokrovsk và những khu định cư khác sát tiền tuyến hãy sơ tán đến những nơi an toàn. Giao tranh ác liệt đang diễn ra quanh ngôi làng Vyshnitsche và Zalizhne ở tỉnh Donetsk, cách Pokrovsk khoảng 64 km về phía đông. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, tại những ngôi làng này, quân đội Nga tấn công ồ ạt vào sáng ngày 18 tháng 8.
Cụ thể, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng Nga đang được yểm trợ bằng một nhóm 12 xe tăng thiết giáp và nỗ lực đột phá vào các vị trí của quân đội Ukraine và tiến về hướng Toretsk. Toretsk là một thị trấn chiến lược và có thể mở đường cho quân đội Nga về Kostiantynivka, Kramatorsk và Slovansk. Tại thành phố Kursk, những người rời bỏ nhà cửa khi lực lượng Ukraine tiến vào miền Tây nước Nga đang lo lắng không chắc liệu họ có thể quay lại cuộc sống cũ hay không. Thành phố Kursk, thủ phủ cùng tên, cách tâm điểm giao tranh vài chục km, không một ai có thể chứng kiến cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào Nga, dù chỉ là khói ở phía chân trời. Thế nhưng, những vết thương do tác động của nó là không thể phủ nhận. Theo chính quyền Nga, hơn 130.000 người đã chạy khỏi các khu vực biên giới hoặc sơ tán kể từ khi lực lượng Ukraine bắt đầu tấn công vào ngày 6 tháng 8. Nhiều người đã chạy đến thủ phủ của tỉnh, một thành phố khoảng nửa triệu dân. Trong thành phố, người dân xếp hàng dài chờ đợi để được giúp đỡ về chỗ ở và các nhu yếu phẩm cơ bản khác. Họ chen lấn, giành vị trí, nhưng không di chuyển khi còi báo động liên tục kêu lên. Cảnh báo về một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái hoặc tên lửa. Lyubov Priluskaya, 36 tuổi, một cư dân Kursk, người đã mất liên lạc với cha mẹ cô ở Suza, một thị trấn cách biên giới 9 km mà giờ đây Ukraine cho biết họ hoàn toàn kiểm soát. Lyubov cho biết những người khác đã chạy kịp vì họ tự rời nơi ở trước khi có bất kỳ cảnh báo chính thức hoặc trợ giúp sơ tán nào. Cô chỉ biết về mối nguy hiểm đang rình rập cha mẹ mình khi một người hàng xóm của họ gọi điện hỏi liệu cô có biết nơi nào để ở tại thành phố Kursk hay không. Nhiều người chạy thoát khỏi khu vực biên giới cho biết họ bị sốc và bối rối. Alex Yatoba, 41 tuổi, đến từ Kasachia Lognia, một ngôi làng gần Suza cho biết, vào ngày 5 tháng 8, những đợt pháo kích như vậy bắt đầu khiến người dân không thể ở lại được nữa. Bà Lyudmila Pragmova, 66 tuổi, được quân đội sơ tán khỏi Suza vào ngày 7 tháng 8, cùng với con trai là Nikolai, 43 tuổi, một cựu thương binh trong cuộc chiến Chechnya lần thứ hai. Bà nói đơn giản là không thể chịu nổi. Bà cũng chia sẻ thêm về sự tàn phá mà lực lượng Ukraine đã gây ra trong thị trấn. Tôi không hiểu tại sao lại có quá nhiều sự thù hận như vậy. Tôi không căm ghét bất kỳ quốc gia nào và mọi người đều bình đẳng. Tất cả chúng tôi đều muốn sống. Trong khi đó, các cá nhân và tổ chức ở Kursk đang nỗ lực giúp đỡ dòng người tị nạn hoảng loạn. Natalia Chulikova, giám đốc House of Goodies, một nhóm từ thiện địa phương cho biết 15.000 gia đình đã tìm đến tổ chức của cô. Theo chính quyền Nga, hơn 130.000 người đã rời khỏi khu vực biên giới thuộc tỉnh Kursk, giáp Ukraine hoặc được sơ tán khỏi đó. Với dòng ô tô từ khu vực biên giới tràn vào, giao thông ở Kursk giờ đây dày đặc hơn và dường như có cả sự tức giận trong không khí. Một số nhắm tới Bộ Quốc phòng và chính quyền địa phương cáo buộc họ đã không ngăn chặn cuộc xâm nhập của Ukraine hoặc phản ứng nhanh hơn. Một số hướng tới các phương tiện truyền thông vốn thừa nhận giao tranh ở biên giới nhưng cập nhật tương đối ít những gì đã xảy ra. Cũng có những người hướng sự tức giận đến Ukraine. Một phụ nữ ở quận Rizhsky, cách biên giới khoảng 3 km nói, không nên có đàm phán hòa bình. Một cựu quân nhân có tên là Krutikovo cho biết, vì cuộc xâm nhập này của Kiev, ông có thể sẽ ký một hợp đồng quân sự mới với chính phủ Nga. Video lực lượng Kiev bắt cóc dân thường được phát hiện trên camera hành động của tù binh. Một số tù binh Ukraine tham gia cuộc tấn công xuyên biên giới của Kiev vào Kursk đã thừa nhận giúp vận chuyển thường dân Nga đến một địa điểm không xác định. Chi tiết này được đưa ra khi các binh sĩ Ukraine, người đã đầu hàng hoặc bị bắt trong cuộc tấn công, cung cấp bằng chứng video từ camera gắn trên người của họ. Đoạn phim cho thấy, các chiến binh Ukraine có vũ trang, hộ tống những người đàn ông Nga, một số người trong số họ bị hành hung, bịt mắt và trói tay, từ nhà riêng và cưỡng ép họ vào một chiếc xe tải. Họ được cho là dân thường bị bắt cóc ở làng Koncharovska, cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 8 km. Trong quá trình thẩm vấn, những tù binh Ukraine bị bắt giữ được yêu cầu trình bày chi tiết về đoạn phim và giải thích họ đang chờ ai lên xe và tại sao. Một trong những tù binh tuyên bố rằng những người đàn ông này là binh lính nghĩa vụ của Nga bị quân đội Ukraine bắt giữ nhưng thừa nhận rằng ít nhất 3 người trong số họ thực sự là thường dân, đang đến thăm ai đó. Một tù binh Ukraine khẳng định đơn vị của họ chỉ có nhiệm vụ đi bắt giữ người dân và giao cho quân cảnh. Người này cho hay họ không biết tại sao dân thường lại bị bắt, nhắc lại rằng nhiệm vụ của họ chỉ là vận chuyển. Các tù binh Ukraine cho biết họ đã phục vụ trong quân đội từ mùa xuân năm 2023 với tư cách là trinh sát, mặc dù không thuộc lĩnh vực chuyên môn của họ. Một tù binh thừa nhận đã được huấn luyện ở Đức, trong khi một người khác khẳng định anh ta chỉ được huấn luyện quân sự cơ bản. Đoạn video thẩm vấn do Thiếu tướng Apti Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc biệt Kharkiv từ Cộng hòa Chechnya của Nga thực hiện, đã được đăng trên Telegram vào cuối tuần trước. Theo giới chức ở Kiev, quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công vào khu vực biên giới Nga nhằm mục đích chuyển hướng lực lượng của Moscow khỏi mặt trận phía đông,
gây tổn thất tối đa, làm mất ổn định tình hình ở Nga và buộc Tổng thống Putin phải tham gia vào một tiến trình đàm phán công bằng. Trong khi cuộc tấn công nhanh chóng bị quân Nga ngăn chặn, một số khu dân cư trong khu vực vẫn nằm dưới kiểm soát của Ukraine. Theo quyền thống đốc vùng Kursk, ít nhất 12 dân thường Nga đã thiệt mạng và hơn 120 người bị thương trong cuộc tấn công xuyên biên giới, với hơn 120.000 cư dân phải sơ tán. Trong bài viết trên Forbes, chuyên gia quân sự Mỹ David Arce đánh giá quân đội Ukraine ở tỉnh Kursk đang phải đối mặt với thiệt hại về trang thiết bị quân sự nhanh gấp đôi so với chiến tuyến ở Donbass. Thực trạng này đặc biệt đáng chú ý với xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh. Chuyên gia quân sự của Mỹ David Arce cho rằng quân đội Nga phá hủy xe bọc thép của Nga thông qua những cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV, pháo binh và không quân. Theo chuyên gia David Arce, có thể xảy ra tình huống quân đội Ukraine cạn kiệt trang thiết bị nếu các đối tác không cung cấp thêm. Chuyên gia người Mỹ viết, Ukraine đặc biệt nhận thức sâu sắc về tình trạng tổn thất trang thiết bị, kể cả xe chiến đấu bọc thép bánh xích và xe vận tải bánh lốp. Họ đang mất đi những trang thiết bị có giá trị này nhanh gần gấp đôi so với bình thường. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!